Xin kính chào cô chú anh chị và quý vị. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn condo tại thành phố Santa Ana. Căn này được rao bán là 650.000, 3 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm, rộng 1.170 square feet. HOA là chỉ có 258 đồng thôi. Và cái condo này nó có cái đặc biệt là cái diện tích nó rất là ok, họ đã tân trang lại hoàn toàn mới và nó nằm trong một cái khu vực rất là tốt và rất là an ninh của Santa Ana. Nó nằm giáp với bên Garden Grove, nó không có phải là kế bên cái khu mà downtown Santa Ana của mình, nằm ở trên đường Euclid với đường Hazard, nếu mà nhớ không lầm. Thì cái condo này đó, cái điểm của cái đặc điểm mạnh của nó là họ cái nó chỉ dính với một cái bức tường với cái unit bên cạnh thôi, ba mặt là không có dính với ai hết, và họ có cái sân vườn phía sau cũng khá là rộng. Cái khu community này có những cái condo mà có cái sân rất là rộng ở phía sau, rộng nhất ở cái khu vực Santa Ana này ha. Chúng ta có 3 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm ha, 3 phòng ngủ nằm ở trên, ở dưới chúng ta có half bath. Everything đã được tân trang lại, sửa lại cũng khá là hoàn chỉnh ha. Từ cái kitchen cabinet, kitchen countertop, mấy cái đồ trong bathroom này nọ là đều họ đã sửa sang là hoàn toàn hết, mới hết cho chúng ta. Rồi thì cái gara đó thì họ convert lại cho một cái phòng bathroom ở dưới, nhưng mà cái này thì mình nghĩ họ không có permit ha. Thì ở dưới chúng ta có một phòng ngủ ở dưới ha, và nửa half bath, thì cái nhà này thành ra là 4 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm ha. Đó, ở đây mọi người thấy đó, thì họ làm lại cái này mình cũng thể tận dụng được một cái phòng ngủ ha. Đó, tại vì cái khu condo này á, có rất là nhiều bậc kinh á, thì chúng ta cũng không có cần dùng cái gara cũng được. Chúng ta có thể tận dụng ở đây để cho mướn, hoặc là có thể cho cô chú anh chị lớn tuổi nào có thể ở dưới cũng được. Đó, thì bây giờ mình đi lên lầu. Nói chung ra là đó, họ làm rất là hoàn chỉnh rồi. Cái giá 650 ngàn thì mình thấy nó cũng khá là hợp lý cho cái unit này, là tại vì á, đó như mình đã nói là nó không có giáp với ba mặt còn lại ha. Tuy là nó để là condo nhưng mà nó chỉ dính với một bên thôi, là nó nằm cái phía bên phía dưới cùng đó. Bên trong cái khu vực này thì ra vô rất là dễ đó. Nếu những cô chú anh chị nào đã biết cái khu vực này thì rất là gần với Garden Grove, thuận tiện cho chúng ta đi chợ ăn uống này nọ rất là ok ha. Kế bên chợ là hình như mà mình không nhớ không lầm là chợ Sông Hỷ nè ha. Đó, rồi nếu mà đi từ Euclid chạy xuống thì chúng ta sẽ giáp với Fountain Valley luôn đó. Thì đây là những cái phòng ngủ ha, flooring họ đã làm lại hết rồi, rất là hoàn chỉnh. Khách của mình họ rất là thích thì có thể họ sẽ offer căn này, hy vọng là mình có thể mua được cho khách. Thì đây là những cái phòng ha, phòng tắm, đó, phòng tắm ở trên. Rồi, thì bây giờ mình đi đi ra lại cái những cái phòng còn lại, và mình sẽ đi xuống cái sân phía sau của cái condo này thì để coi coi nó rộng khoảng bao nhiêu. Đó, cái zip code thì là 92843, thì mình thấy là zip code cũng khu này cũng ok, không đến nỗi nào. Nếu mà trừ khi nào mà mình nhích qua bên cái đường Harbor hoặc cái đường Fairview đó thì nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà đây mình vẫn còn trong cái ranh giới giữa sát với Garden Grove hơn. Đó, thì đây là một vài cái nhận xét của mình về cái căn condo này, thì mình thấy rất là thích, rất là sáng sủa và sạch sẽ ha. Có rất là nhiều cái space ở đây đó. Rồi thứ hai nữa là cái giá nó cũng ok, không đến nỗi là quá cao ha. Mình trả tầm tầm cỡ 650 hoặc 660 670 là có thể mua được đó. Sao nó ta HOA cũng không có quá cao, HOA thì chỉ có 258 đồng mà thôi. Thường condo HOA nó khoảng trên 300. Hôm HOA thì mình nghĩ chắc cũng cover mấy cái vòng vòng ở ngoài này nọ, nó landscaping có thể trash với nước này nọ, nếu nếu chúng ta có thể tìm hiểu sau. Rồi, nếu như nghe thích cái video này của mình xin hãy like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310
480 7779, 310 480 7779. Ở đây là cái phía sân sau của căn condo này đó. Thì cô chú anh chị thấy đó, thì cái sân đó, rất là rộng ha, rất khá là rộng phía sau để chúng ta có thể sinh hoạt gia đình này nọ. Condo thì họ không cho mình xây gì ngoài hết trơn á, nhưng mà at least mình có cái khoảng không gian để chúng ta có thể trồng trọt sinh hoạt, để đồ này nọ ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.